Anh không biết là tụi mình có thể yêu nhau được đến bao nhiêu lâu. Không cần biết mọi người nghĩ em ra sao. Chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều. Anh Thành rất là giỏi biết những cái chỗ món ăn ngon, bán món ăn ngon. Và mấy cái món ăn đó là chưa bao giờ Harry biết tới luôn. Và cho là cái món ăn đó là cái món ăn đó tôi ghét nhất, nhưng mà anh này dắt đi là món ăn đều ngon. Bạn rất là hoạt hình trong việc và rất là hoạt hình. Quý vị biết em lưu tên vợ em trong điện thoại là gì không? Em không lưu Harry Won, em không lưu vợ yêu, em lưu là nạn nhân. Trời ơi, bài này không nên bay xa nè. Ê, đừng có tới lâu không biết bài của tôi nha. Hết yêu à? Hết yêu cái bà rồi không? Vậy mà vẫn cười tôi à? Vẫn cười tôi hả? Anh chỉ nhớ lộn thôi. Nhớ lộn hả? Bây giờ thay vì nhớ lộn thì anh hôm nay sẽ ngủ đâu? Anh mấy cho tôi nghe coi. Anh sẽ ngủ ngon trên giường. Ngủ ngon trên giường cái bà thôi à. Hôm nay ngủ trên sofa. Tôi giỡn rồi. Vừa nằm mà vừa ăn khó lắm em. Không phải ai cũng làm được. Theo. Nói em. Thì bài liệt hả? Ai bài liệt? Em á? Tôi đang làm. Tự nhiên mà để tôi đi. Anh biết sao không? Tại vì hồi nãy anh nói gì với em? Anh nói là sao? Em ơi, bây giờ nằm nghỉ ngơi đi. Lát mình chơi cái thử thách rất là khó nữa. Anh kêu nằm thì em vẫn nằm. Anh hiểu không? Ê, tao đâu kêu mày nằm người tao đâu vậy? Anh nói làm gì em nằm đây nè. Nằm là nằm ghê cái bên cho mày nằm người tôi. Cái nhò này ngon ghê á. À, xưa giờ chỉ có một cái clip duy nhất là mình chỉ có chiên cái mandu thôi, mà rất là nhiều người xáo trộn cuộc đời của mình. Xáo trộn là cái gì? Xào xáo cuộc đời của mình. Nói là Harry Won không biết nói về món ăn gì hết trơn. Nhưng mà thật ra thì em cũng có những cái món ăn mà em biết làm. Cho nên hôm nay em sẽ chứng minh cho tất cả thế giới biết là hôm nay Harry Won cũng biết nấu món ăn cũng khá là ngon. Dạ. Em biết rồi. Tôi nói mụ nồi tôi cũng dám nhờ bà chiên là thứ hai nữa chứ bà biết cái gì. Cái người nó biết là tôi nè, tôi biết cái cách nấu của bà rồi. Em cần chồng ơi chồng. Ngon không chị? Thiệt hả? Chị nói thiệt luôn hả? Ngon hả? Đi quay em đi. Các bạn thấy không? Tôi cũng biết nấu ăn ngon. Thế con mẹ điên kìa. Bữa nay gan hơi mà đã uống bia nữa ha. Em mua bia ở ngoài. Em ăn con điên. Ngon xuất sắc mà. Thôi nha, mồ hôi xỉn đi nha, đồ điên đi nhá. Wow. Đạo quá, trời ơi, uống cái là nó sảng khoái liền luôn á. Ngồi tôi chọi bà đó nha. Của cái bia này xuất sắc. Mà cái này không biết là bia hãng nào. Trời đạo quá. Sao uống hoài, ly còn hoài chứ bà nội. Uống nhiều bia quá em no quá anh xịt. Ô má ơi, em sợ là cái uống bia nhiều quá nó bị ra bụng quá nhiều. Bụng quá. Cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Ê, cái gì vậy? Xạo. Cái ly. Ê. Ê, gì? Đổ ra coi.
Dốc ngược coi, dốc ngược cái ly coi. Chưa uống hết. Đâu, coi coi. Chưa uống hết. Cái này nó vậy nè, đi qua đi, qua đi, qua đi. Cái này á, em sẽ uống one shot luôn. One shot. Ok, nha. Rồi nha. Wow. Ồ, xin rồi. Xin rồi. Mà ly vẫn chưa tới. Trời ơi, mày giả bộ mày xạo xạo. Trời ơi, thì ra cái ly này. Em nói đâu, em nói là ly này là tên là biết. Không biết là tụi mình có thể yêu nhau được đến bao nhiêu lâu, nhưng mà anh nghĩ rằng là mỗi khi mình khó khăn nhất, mình cảm thấy gần buông tay nhau nhất, thì lúc đó hãy nghĩ lại những khoảnh khắc hạnh phúc và đáng yêu nhất của buổi tối ngày hôm nay với sự chứng kiến của những người thân yêu nhất của mình, để chúng ta có thể nhường nhịn nhau, vị tha cho nhau, để có thể cùng nhau đi hết quãng đời còn lại của mình. Và không cần biết mọi người nghĩ em ra sao, chỉ cần biết anh yêu em rất nhiều. Anh không biết là anh có thể làm được gì cho em, nhưng mà đây là điều anh muốn. Anh muốn là kể từ ngày hôm nay, Harry Won sẽ là một người vợ hạnh phúc nhất. Trôi qua.